Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chế Linh được sinh ra trong gia đình có ba anh em. Cha mất sớm khi Chế Linh 14 tuổi. Ông học hết bậc tiểu học chương trình Pháp ở trường làng và được các linh mục Pháp trong trường hướng về các bản Can Lì. Chế Linh theo học tiếp bậc trung học tại trường Bồ Đề Phan Rang. Nhìn thấy vùng đất khô cằn ở miền Trung không thể mang theo đến tương lai mở rộng, Chế Linh quyết định vào Sài Gòn một mình năm 17 tuổi để tìm kiếm cơ hội để mưu sinh. Khi đó ông vẫn chưa nói sành ngôn ngữ của người Kinh. Tôi leo lên xe lửa chỉ với một chồng bánh tràng, một bộ đồ, phía đó không có một người quen biết nào cả, nhưng tôi nghĩ chỗ nào đẹp cũng là con người, rồi sẽ có tình thương. Cậu bé đánh giày cũng sống được mà. Khi ấy tôi thậm chí chưa nói thông báo, thông thạo được tiếng Kinh. Chưa biết chữ nên đầu tiên tôi lo kiếm việc làm để sống chứ chưa có ý thức sẽ học nhạc. Đến Sài Gòn, ba ngày đầu tôi chẳng có nơi ngủ, chẳng có gì ăn ngoài bánh tràng. Đến ngày thứ tư, một ông xích lô đã chở tôi đến gặp gia đình người Tàu để nhận chồng con giúp. Ban ngày trông trẻ, buổi tối tôi tự học nhưng không dám thắp đèn của chú mà tự mua đèn dầu để học. Thấy tôi như vậy, họ sợ cháy nên đã thương tôi. Mua một cái bàn, mua đèn neon cho tôi học, từ đó gia đình coi tôi như con, ông bà cho tôi đi học. Tuy được đối xử tốt nhưng việc nhà thơ và làm thuê không liên quan đến âm nhạc, không thể tiền thân, không phải là điều mà Chế Linh mong muốn. Khi bỏ quê hương đến Sài Gòn, ông quyết định ra đi. Thời điểm này, Chế Linh chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Chăm, thường hát nhạc Pháp và nghe cổ nhạc chứ không nói đến tân nhạc Việt Nam. Tuy nhiên vào năm 1960, khi được 18 tuổi, ông quyết tâm bước chân vào làng nhạc với suy nghĩ rằng chỉ có âm nhạc mới có thể giúp hòa đồng được với cuộc sống ở vùng đất mới. Năm 1962, Chế Linh gặp lại vị linh mục người Pháp đã dạy Chế Linh trước đây. Vị linh mục này đã nhận nuôi và khuyến khích Chế Linh theo học tiếp. Cùng năm đó, Chế Linh tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đoàn văn nghệ Biệt Chính và giành được danh hiệu nam nghệ sĩ xuất sắc nhất. Sau đó, ông đi theo đoàn hát Biệt Chính cùng các nhạc sĩ như Trúc Phương, Châu Kỳ, Bằng Giang. Tuy nhiên, đến lúc này, Chế Linh vẫn chưa tìm ra một hướng riêng nào cho sự nghiệp ca hát. Chế Linh theo hát cho đoàn văn nghệ Biệt Chính được 2 năm thì đoàn này tan rã. Cải nhạc Chế Linh, đoàn như Trúc Phương, Châu Kỳ đều trở lại Sài Gòn. Riêng Chế Linh và Bằng Giang thì ở lại Biên Hòa. Vì chưa có tên tuổi, nếu trở lại Sài Gòn cũng khó có thể tránh được những danh ca Sài Gòn. Khi đó, Chế Linh cùng Bằng Giang đến vùng núi Bửu Long để làm tài xế chợ đà thuê và luyện thanh khí mỗi khi rảnh rỗi. Công việc chợ đà đò tại đây chỉ là công việc tạm bợ để Chế Linh có thể chuẩn bị cho mình một hành trang âm nhạc đủ để có thể tái xuất trước khán giả. Tại đây, Chế Linh cùng bàn nhạc là nhạc sĩ Bằng Giang đã viết ra những ca khúc đầu tiên, ký tên Bằng Giang, Tú Nhi là Đêm Buồn Tình Lẻ, bài ca kỷ niệm. Những bài hát này được Chế Linh viết riêng cho giọng hát của chính mình. Ông lấy bút danh Tú Nhi, nghĩa là một cậu bé khôi ngô tuần tú. Được một thời gian, nhạc sĩ Bằng Giang nhận thấy Chế Linh đã đủ sức để xuống núi, đã khuyên Chế Linh về Sài Gòn để hoạt động ca hát. Chính nhà sư trụ trì trên núi Bụ Long cũng huyền như vậy sau khi chứng kiến được quá trình luyện giọng của Chế Linh. Khi đó Chế Linh vẫn chưa quyết định dứt khoát. Như một hôm, hai người bạn cũ của Biệt Chính đoàn là nhạc sĩ Châu Kỳ và Trúc Phương tìm đến nơi ở của ông kéo dài về Sài Gòn. Khi đó Chế Linh nhờ Châu Kỳ và Trúc Phương sáng tác thêm những ca khúc mang hơi thở bình dân, đại chúng, dễ nghe và dễ tiếp cận với phần đông khán giả. Từ yêu cầu này của Chế Linh, hai vị nhạc sĩ Sài Gòn đã sáng tác một số ca khúc dành riêng cho tiếng hát Chế Linh. Vào cuối năm 1964, hãng đĩa Việt Nam ký hợp đồng với Chế Linh trong nhiều năm đó. Từ đó ông chính thức tham gia vào làng nhạc miền Nam và từng bước trở thành ca sĩ được yêu thích nhất của dòng nhạc vàng.
Những năm tháng luyện xong ở trên núi Bộ Đông đã giúp Chế Linh khai phá một trường phái riêng với phong cách hát nỉ non như lời tâm sự, lời kể chuyện hoặc than trách rất thích hợp với các ca khúc buồn. Bài hát này của Chế Linh cũng có nhiều ảnh hưởng đến giọng ca nam thế hệ sau này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.